Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Nhanh. Hiện tại thì mình đang là chủ xưởng sản xuất tất cả các phụ kiện thời trang. Như các bạn cũng đã thấy sau lưng mình, thì đây là một trong những cái kho hàng của bên mình. Đây là chứa rất là nhiều dép luôn. Mình là chủ xưởng thời trang dép này, quần áo này, nón này và túi xách. Thì cái mình có một cái mong muốn đó là phục vụ tất cả các anh chị em bán hàng cũng như là ở shop, bán hàng online hay là tất cả các chị bán ở sạp, ở chợ có được cái nguồn hàng đó là nó rất là chất lượng, giá cả nó phải chăng. Và mong muốn cao hơn của mình đó là có thể giúp được toàn bộ tất cả các anh em đam mê kinh doanh có những cái chiến lược nó tốt, nó hiệu quả, nó thực chiến để mà chúng ta có thể bán và gia tăng được cái khối lượng tiền mà chúng ta có thể thu về được. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Nếu như tất cả các bạn nào mà đang kinh doanh trong những cái lĩnh vực như thế thì có thể kết nối với em anh để chúng ta có thể giao lưu. Trước mắt là chúng ta có thể giao lưu và chúng ta có thể trao đổi về hàng hóa. Nếu như mà hàng của các bạn mà mình cần đúng không thì mình cũng có thể lấy. Mà hàng của mình mà tất cả các bạn mà có nhu cầu để mà đem về kinh doanh, buôn bán hoặc là các bạn chỉ yêu quý mình và mua lẻ thôi thì cũng ok luôn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Các bạn hãy giúp mình một cái. Nếu như mà các bạn xem kênh mà thấy vui, thấy hữu ích và nó có ý nghĩa cho cuộc đời của các bạn thì có thể cho mình một cái nút đăng ký kênh ở phía dưới, bấm vào đăng ký kênh hoặc là bấm vào theo dõi để chúng ta có thể trò chuyện với nhau được nhiều hơn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.